mô phỏng tác phẩm tranh lụa Rửa rau cầu ao của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh. Bước 1. Vẽ phác bố cục chung. Bước 2. Vẽ phác nét chính. Ở bước này các bạn sẽ dùng các nét thẳng để vẽ tổng thể hình mẫu và lưu ý vẽ nét nhạt. Trong quá trình vẽ, lưu ý phải luôn so sánh với hình mẫu để có được bố cục cân đối trên giấy vẽ. Bước 3. Chỉnh hình và vẽ chi tiết. Thực hiện bước này các bạn điều chỉnh lại các nét cong, dùng gôm tẩy bớt các phần thừa để có được nét viền mảnh mai phù hợp với tranh lụa. Sau khi thực hiện bước 3, chúng ta đến phần tiếp theo, bước 4, vẽ màu. Khi vẽ màu cho bài mô phỏng tranh lụa ta cần tô màu đều, mịn và nét vẽ nhẹ nhàng, hạn chế tô các đường nét to, thô, làm ảnh hưởng đến đường nét và màu sắc của tranh. Lưu ý các mảng màu đậm nhạt trong tranh, sao cho giống mẫu. Lót lớp màu đầu tiên lên hình ảnh chính rồi sau đó vẽ sáng tối. Vẽ nét chân dung nhân vật. Tạo thêm các điểm nhấn sáng cho tranh nổi bật hơn. Vừa rồi, thầy đã hướng dẫn thực hiện mô phỏng tranh lụa rửa rau cầu ao của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh. Chúc bạn thực hiện thành công!